vì cái tát cạn tình của VFF, Bầu Đức tuyên chiến đến thả bỏ bóng đá. Chưa trong 10 ngày, Bầu Đức có 3 lần tuyên bố sẽ nghỉ, nếu không dẹp được những bất cập ở VFF, cụ thể là chuyện tham quyền, tham ghế của bóng đá Việt Nam. Một khoảng lặng thực sự cho người hâm mộ, nhưng ông bầu câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ chơi tất tay. Lời tuyên chiến với Bầu Tú. Mới nhất, Bầu Đức tuyên bố, nếu Bầu Tú đắc cử phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính vào tháng 4 này, ông bỏ bóng đá, bất chấp tâm huyết hơn 12 năm xây học viện và gần 20 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam. Bầu Đức giữ nguyên giọng điệu đanh thép, là phải chống đối chuyện Bầu Tú ngồi ghế phó chủ tịch VFF đến cùng. Lý do mà những ngày qua ai cũng biết là chuyện ông Trần Anh Tú đã ngồi 3 ghế bự của VBF, chủ tịch, tổng giám đốc và trưởng giải. Ngoài ra, ông Tú ngồi thêm 4 chiếc ghế khác là chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ, trưởng ban Phút Sang, chủ tịch câu lạc bộ Thái Sơn Nam và chủ tịch liên đoàn bóng đá thành phố Hồ Chí Minh. Bầu Đức tuyên thể sẽ đấu đến cùng với chuyện ngồi nhiều ghế của Bầu Tú, nếu thua sẽ nghỉ bóng đá. Ông chủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nói rằng VBF là của tập thể, bản thân Bầu Tú không có đội bóng nào. Chẳng lẽ bỏ tiền ra cho quậy à? Tôi nói từ trong tâm nói ra, tôi nói là đúng, không bao giờ nói bậy. Tôi nói xong, phẳng trong cuộc họp ban chấp hành, chứ không phải bây giờ mới phát biểu với báo chí. Bóng đá Việt Nam từ chết đến bị thương vì bị thao túng rồi. Bóng đá là môn nhiều người quan tâm, chứ không phải để cho một người, mà người này là ngoại đạo. Vậy giao nhiều việc như thế thì xảy ra chuyện gì? Phải chăng trong bóng đá có mafia à? Điều đó sẽ không tồn tại được với chúng tôi về lâu dài, không bao giờ để mafia lọt chân vào liên đoàn bóng đá và môn bóng đá. Có người hỏi tôi là có đội bóng mà sao nói thế? Tôi bảo sợ chuyện đó à? Tôi sẵn sàng bỏ bóng đá nếu thấy vô lý. Đừng có giỡn, chẳng lẽ bỏ tiền làm bóng đá để một người muốn làm gì làm, muốn thao túng à? Nhưng sau tất cả, đó không chỉ đơn thuần là đấu đến cùng với Bầu Tú, mà tuyên chiến cả VFF. Vì ông Đức nói thẳng chuyện Bầu Tú trước mặt bá quan văn võ của VFF, kể cả chủ tịch Lê Hùng Dũng. Đổi lại, ông chủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chỉ thấy họ ngồi im lặng, còn mọi thứ vẫn không dịch chuyển. Nhưng mấu chốt của vấn đề là VFF bất ngờ đưa ra quy định, các ứng viên phó chủ tịch VFF nhiệm kỳ 8 phải có điều kiện tối thiểu là bằng đại học. Điều ấy giống như cát tát thẳng mặt Bầu Đức, bởi ai cũng biết ông chủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai không có bằng đại học. VFF đưa ra quy định ấy chẳng khác nào đá Bầu Đức khỏi cuộc chơi. Đúng hơn, họ dường như chuẩn bị sẵn để hất cẳng ông Đức, sau khi bóng đá Việt Nam có được sự thành công của U23 ở sân chơi châu Á. Thử hỏi, sau nhiều năm cống hiến cho bóng đá Việt Nam, đổ biết bao nhiêu tiền bạc và tâm huyết xây học viện, vì giấc mơ bóng đá Việt vươn tâm châu lục, mơ vô địch SEA Games, và sẵn sàng đánh đổi danh dự nếu thất bại. Hơn hết, ông Đức đi sang Hàn Quốc mời huấn luyện viên Park Hang-seo về dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Thành công của U23 và bóng đá Việt Nam gây tiếng vang cả châu Á, rõ ràng có công lao rất lớn của ông chủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đổi lại, những người đứng đầu VFF gạt Bầu Đức ngay từ vòng giữ xe, với quy định mới là phải có bằng đại học. Đó là chưa kể ông Đức không được điền tên vào danh sách ứng cử, dù có câu lạc bộ đề cử. Nhưng dù có tên thì Bầu Đức cũng không đủ điều kiện tham gia cuộc chơi, vì đâu có bằng đại học. Nhìn ở mọi góc độ về cách hành xử của VFF, Bầu Đức rõ ràng phải phản đòn, thậm chí là thà bỏ bóng đá, còn hơn chấp nhận cuộc chơi mà phần lớn đều muốn gạt bỏ ông sang một bên. Vậy nên, hãy tin là Bầu Đức sẽ chơi tới bến, không nhượng bộ, để đòi lại danh dự lẫn vị thế của mình. Sau bao nhiêu năm cống hiến hết mình cho bóng đá Việt Nam, thay vì chấp nhận cuộc chơi, để nhìn những người khác không đóng góp bằng ông nhưng đứng lên cầm đầu. Loại văn quyết, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chọn được đội trưởng mới. Việc không triệu tập tiền đạo Nguyễn Văn Quyết, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải chọn một thủ quân mới cho đội tuyển Việt Nam. Tối qua 19 tháng 3, VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách triệu tập 23 cầu thủ để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Jordan tại vòng loại ASEAN Cup 2019. Đáng chú ý, trong đợt triệu tập này huấn luyện viên Park Hang-seo đã thẳng tay gạch tên đội trưởng Nguyễn Văn Quyết. Theo tìm hiểu, nhà cầm quân người Hàn Quốc không gọi Văn Quyết là do cầu thủ của Hà Nội FC đang chịu án phạt cấm thi đấu 2 trận đầu tiên của mùa giải V-League 2018, nên ông không thể có những đánh giá chính xác về phong độ của chân sút này. Việc không triệu tập đội trưởng Nguyễn Văn Quyết khiến huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải trao tấm băng đội trưởng cho một cái tên khác. Nổi bật trong danh sách ứng viên là hai đội phó Đinh Thanh Trung và Lương Xuân Trường.
tiêu chí để chọn thủ quân đội tuyển quốc gia khá khắt khe, ngoài tuổi đời kinh nghiệm, mức độ đóng góp, năng lực chuyên môn, tư cách đạo đức, thì người đội trưởng còn phải có uy tín và tầm ảnh hưởng với phần còn lại của đội bóng. Theo đó, Lương Xuân Trường khó có cơ hội cạnh tranh chiếc băng thủ quân, bởi tiền vệ này còn khá trẻ và chưa có tiếng nói đủ lớn với các đàn anh. Trong khi đội phó Đinh Thanh Trung năm nay 30 tuổi, hiện đang là đội trưởng câu lạc bộ Quảng Nam, anh cũng là chủ nhân quả bóng vàng 2017, nên nhiều khả năng sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo tín nhiệm. Trước đó, Đinh Thanh Trung cũng từng giữ băng đội trưởng đội tuyển quốc gia dưới thời huấn luyện viên Hữu Thắng. Vì sao huấn luyện viên Park Hang-seo gạch Văn Quyết, ưu ái trò cưng? Đương kim đội trưởng tuyển Việt Nam, Văn Quyết bị loại trong sự áp đảo của các đàn em U23 Việt Nam ở danh sách huấn luyện viên Park Hang-seo gọi tập trung chuẩn bị đấu Jordan. Đâu là lý do? Sau 2 tuần vi hành dự khán các trận đấu V-League, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chốt danh sách 2-3 cầu thủ lên tuyển chuẩn bị cho trận vòng loại ASEAN Cup 2019, gặp Jordan vào 27 tháng 3 tới đây. Không ngoài dự đoán, các cầu thủ U23 Việt Nam, dù chưa đạt đúng phong độ khi trở về câu lạc bộ, vẫn nhận được sự tin tưởng của huấn luyện viên Park Hang-seo, chiếm số đông với 14 cái tên được gọi. Đây là những cầu thủ đã cùng thầy Park làm nên chiến tích ngoạn mục tại vòng chung kết U23 châu Á vừa qua. Thế nên dễ hiểu khi những Xuân Trường, Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Văn Thanh, Công Phượng vẫn tạo một sức hút hơn cả các đàn anh, dù là ở cấp đội tuyển quốc gia. Và hẳn nhiên, người hâm mộ thấy hài lòng với việc nhà cầm quân 59 tuổi dồn sự ưu tin vào số đông U23 Việt Nam. Điều đó làm các cầu thủ 12 thấy phấn chấn, sắp được chứng kiến những người hùng tung tẩy trên sân một lần nữa. Tuy nhiên, ở danh sách phần còn lại, huấn luyện viên Park Hang-seo gây chú ý khi bỏ rơi Văn Quyết, người vốn như mặc nhiên chiếm một suất, không chỉ bởi chiếc băng đội trưởng tuyển Việt Nam trên tay, mà còn ở kinh nghiệm, khả năng. Thay vào đó, ông điền tên lão tướng 33 tuổi Anh Đức của Bình Dương, Vũ Minh Tuấn của Thanh Hóa, Đinh Thanh Trung của Quảng Nam, Lâm Anh Quang của Đà Nẵng, Khắc Ngọc của Sông Lam Nghệ Anh. Đã có lý giải rằng, sở dĩ thầy Park loại Văn Quyết do hai lượt đấu V-League vừa rồi, chàng tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội phải ngồi làm khán giả, bởi dính án treo giò, nên ông thầy Hàn Quốc không kiểm tra giò cẳng anh được. Tuy nhiên, điều này chưa hẳn thỏa đáng, bởi trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng chưa khởi động mùa giải mới cùng Viettel nhưng vẫn thầy Park gọi tập trung. Chưa kể, ở góc độ chuyên môn và tầm ảnh hưởng của Văn Quyết ở đội tuyển Việt Nam, thì mọi người đều đã rõ, cả khả năng, kinh nghiệm lẫn bản lĩnh thì các đàn em hẳn nhiên chưa thể thay chỗ của Quyết. Việc anh vắng mặt cùng câu lạc bộ Hà Nội hai trận vừa qua không liên quan đến yếu tố chuyên môn hay thể lực mà bởi án kỷ luật. Vì thế, ở góc độ người trong cuộc, Văn Quyết ắt thấy thất vọng vì bị loại, muốn được nhìn nhận tôn trọng hơn, ngay cả khi cuộc đối đầu của tuyển Việt Nam 9 điểm với Jordan 11 điểm tới đây không còn quá quan trọng. Do cả hai đội đều đã lấy vé dự vòng chung kết ASEAN Cup 2019. Nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho thấy ông là thế nào, đặc biệt qua vòng chung kết U23 châu Á 2018, nên mọi lựa chọn của nhà cầm quân người Hàn Quốc đều có những suy tính, ý đồ, hay đơn giản ông chỉ là cho chàng đội trưởng được nghỉ ngơi. Sẽ thu thuế khoản tiền thưởng của tuyển thủ U23 Việt Nam. Chiều 20 tháng 3, ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế cho biết, khoản tiền các tổ chức, cá nhân tặng thưởng đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam sẽ bị tính thuế. Sau khi đội tuyển U23 Việt Nam làm nên kỳ tích tại giải U23 châu Á, rất nhiều cá nhân, tổ chức đã thưởng tiền cho đội. Những khoản tiền thưởng này của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có phải chịu thuế hay không? Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế cho hay, những khoản tiền thưởng của U23 Việt Nam được chia thành hai loại. Cụ thể, phần tiền thưởng do nhà nước trao tặng, tiền từ quỹ khen thưởng và ngân sách nhà nước sẽ được miễn thuế. Còn phần tiền do các tổ chức, cá nhân tặng cho cầu thủ và đội bóng không được xem là thưởng. Phần tiền này là quà tặng cho cầu thủ. Do đó, sau khi nhận được quà tặng từ các tổ chức, cá nhân, các cầu thủ sẽ kê khai và nộp thuế theo mức thực tế từng người được nhận. Hiện vụ pháp chế của Tổng cục Thuế đang thẩm định từng trường hợp của đội U23 Việt Nam. Sau đó, chúng tôi sẽ có trả lời chính thức, ông Phụng nói thêm. Được biết, ngoài số tiền do nhà nước tặng thưởng theo quy định, tới nay tổng số tiền các tổ chức,
cá nhân tặng đội tuyển U23 Việt Nam đã hơn 40 tỷ đồng, chưa kể hiện vật. Theo luật thuế thu nhập cá nhân, hiện thuế thu nhập cá nhân được chia làm 7 bậc, theo mức thuế lũy tiến. Sau khi trừ phần thu nhập cho bản thân 9 triệu đồng trên tháng và cho người phụ thuộc 3,6 triệu đồng trên người trên tháng, số tiền vượt lên sẽ bị tính thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, mức thu nhập tới 5 triệu đồng trên tháng sẽ bị áp thuế 5%, trên 5 đến 10 triệu đồng là 10%, trên 10 đến 18 triệu đồng là 15%, trên 18 đến 32 triệu đồng là 20%, trên 32 đến 52 triệu đồng là 25%, trên 52 đến 80 triệu đồng là 30%, trên 80 triệu đồng là 35%. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.